Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 6 tháng 9, Đảng Quỹ Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị ra quyết định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. Đến dự có Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Chủ trì hội nghị, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành quỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng quỹ Quân sự thành phố Châu Đốc. Trong tháng 8 năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy quân sự tỉnh và thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện toàn diện trên các mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương, tập trung triển khai thực hiện các nội dung đột phá có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn lực lượng dân quân thường trực các phường xã phối hợp đồn biên phòng dĩnh quân tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh tuyến biên giới tổ chức thành công hội nghị sơ kết kiểm điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025 tham mưu ủy ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch tổ chức tết quân dân năm 2024 Tháng 9 năm 2023, Đảng ủy quân sự thành phố Châu Đốc tiếp tục tham mưu thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, lãnh đạo tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp lực lượng công an, biên phòng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 100% cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý kỷ luật và xây dựng chính quy ở các cơ quan đơn vị